Hội nhà giàu. Tôi rất vui vì bên công ty ông đã tạo cơ hội hợp tác tốt như vậy cho chúng tôi. Vậy lợi nhuận cuối năm cứ thống nhất như chúng ta đã bàn nha. Nhất định rồi. Hy vọng phi vụ hợp tác này của chúng ta sẽ thành công. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Vâng, cảm ơn hai ngài. Hay quá đi. Vậy là hợp đồng đã được ký kết thành công. Giờ thì thanh toán rồi về thôi. Phục vụ, đây là số tiền ngài cần phải trả ạ. Được rồi. Quên mang ví theo rồi. Chờ chút, để tôi gọi người tới trả nha. Em ơi, em mang ví tới nhà hàng trả tiền cho anh. Anh quên ví ở nhà rồi. Cậu đếm xem đã đủ chưa? Dạ, đủ rồi ạ. Thật ngại quá đi, lại phải gọi em đến trả tiền cho anh. Em đã dặn anh trước khi đi kiểm tra kỹ rồi mà. Nếu em không tới, khi nào thì anh mới được về chứ? Hai ngày vẫn chưa về sao? Tôi quên đồ nên phải quay lại lấy. Không ngờ tôi lại được chứng kiến bộ mặt thật của ông. Mời khách hàng đi ăn mà lại quên ví ở nhà. Tôi đang băn khoăn liệu trong công việc ông có lơ đễnh đến mức độ như vậy không. Hai ngày yên tâm, tôi xin chắc chắn trong công việc tôi hoàn toàn tập trung. Tôi e không hẳn như vậy đâu. Có lẽ bên tôi sẽ xem xét lại hợp đồng lần này. Bên chúng tôi cần người cẩn trọng và để ý những điều nhỏ nhặt hơn. Xin phép anh. Chẳng lẽ không có cách gì có thể cải thiện được tình trạng mất danh dự cho những doanh nhân khi vô tình quên mang theo tiền trả bữa ăn ư? Chỉ có cách ghi nợ với nhà hàng và lần sau đến trả nhanh thôi anh à. Nhưng phải thương lượng trước, kẻo lại bị mất danh dự trước người khác nữa. Ghi nợ ư? Đúng rồi. Hả? Hình thức thanh toán mới ư? Ngài có thể nói rõ hơn không? Khi những thương nhân chọn nhà hàng sang trọng của ông để giao dịch và làm ăn, nhưng không may lơ đễnh như tôi lại quên mang ví hay tiền mặt, thì chính chiếc bìa cứng này sẽ cứu được danh dự của tôi và nâng tầm giá trị, tính năng mới mẻ linh hoạt của nhà hàng ngài. Chiếc thẻ bằng bìa cứng ư? Nhưng nó là bìa cứng, làm sao có thể thay thế tiền để thanh toán được chứ? Này nha, chiếc thẻ đó sẽ có tên và chữ ký của tôi trên đó, để xác định rằng tôi chính là người đã đến ăn và ghi nợ tại cửa hàng anh. Sau đó khoảng tầm một tuần hoặc thậm chí là một tháng, tôi sẽ thanh toán toàn bộ tiền ăn trong tháng đó cho ngài. Tôi e là hơi khó, bởi việc ghi nợ đến một tháng là rất nguy hiểm. Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng một tháng sau ông sẽ tới và trả nợ cho chúng tôi? Ngài cần một sự chắc chắn ư? Đúng rồi. Vậy tôi sẽ sao kê tài sản và danh tính rõ ràng của tôi để đảm bảo uy tín cho ngài. Trên đấy có đầy đủ thông tin cũng như địa chỉ công ty của tôi. Như thế ngài không còn sợ tôi trốn nợ nữa chứ? Tôi nghĩ ông nên thử theo hình thức này. Tôi cho rằng nó rất là tiện dụng cho giới doanh nhân chúng tôi và cho cả nhà hàng của ông. Từ giờ tôi không lo việc để quên tiền ở nhà nữa rồi. Mọi thanh toán đều được gói gọn trong chiếc thẻ nhỏ xíu này. Tôi thấy vẫn không ổn và hợp lý cho lắm. Cứ như mình mắc nợ vậy. Đó được gọi là thanh toán sao, thưa ngài? Dạ, của ngài xong rồi ạ. Hả? Vậy là xong rồi ư? Thật sự là không cần mang theo tiền, chỉ cần một chiếc thẻ đó ư? Quả thật chiếc thẻ của ngài thật là thần kỳ. Nhiều vị doanh nhân khi được tôi giới thiệu phương thức thanh toán mới này, ban đầu họ không tin, nhưng rồi khi chính họ sử dụng, họ mới thấy được sự tiện dụng của cái thẻ này. Đúng vậy, mọi người ban đầu đa phần đều có hoài nghi, nhưng rồi ai cũng thấy được chiếc thẻ này hữu dụng ra sao. Nhưng tôi đang có một ý tưởng mới muốn bàn với ngài đây. Tôi đang tính sẽ mở rộng ra, không phải chỉ là các doanh nhân giàu có mới được dùng chiếc thẻ này. Tôi sẽ mở một câu lạc bộ để triển khai phương thức thanh toán này tới tất cả mọi người. Câu lạc bộ ư? Đúng vậy. Ai là thành viên của câu lạc bộ khi tới ăn tại nhà hàng sẽ xuất trình thẻ để thanh toán. Câu lạc bộ đó sẽ có nhiệm vụ thanh toán khoản tiền này cho nhà hàng, rồi sau đó thu tiền của khách. Điều này giúp cho nhà hàng đảm bảo chắc chắn rằng số tiền mình ghi nợ
chắc chắn sẽ thu lại được. Một ý tưởng thật là hay. Ngài quả thật là một người có đầu óc thông minh và sáng tạo. Thoạt đầu, phương thức thanh toán này chỉ áp dụng cho 200 doanh nhân là thành viên của Dinner Group để sử dụng tại 30 nhà hàng ở New York. Nhưng sau đó, nó được phổ biến rộng hơn với 20.000 thành viên đăng ký sử dụng thẻ để thanh toán tiền ăn. Có thêm một số cửa hàng bán lẻ cũng bắt đầu chấp nhận phương thức thanh toán thẻ. Bí mật của ba con quỷ. Chú hai này, ba mất cũng gần được một tháng rồi. Anh em mình cũng nên tính tới chuyện chia gia tài chứ nhỉ? Chia gia tài ư? Ý anh là sao ạ? Chú cũng đã đến tuổi lập gia đình, nên có một cơ ngơi riêng, không thể ở chung với anh chị mãi được. Vậy anh tính thế nào ạ? Nhà anh chị đông người, lại còn có các cháu nhỏ. Thế nên anh chị sẽ lấy căn nhà này, còn phần chú là mảnh ruộng ngoài kia. Chỉ có mảnh ruộng ngoài kia thôi sao? Nhưng đó đâu phải là nhà ạ? Em biết ngủ ở đâu đây? Chú phải tự biết dựng lều lên mà ở chứ. Cho chú mảnh ruộng là nghĩ cho chú nhiều lắm đấy. Việc làm ăn nhà mình từ mảnh ruộng ấy mà ra chứ đâu. Anh chị chỉ có nhà, sau này chưa biết kiếm việc gì để làm đây. Anh chị đã tính vậy thì em xin nghe theo. Ngày mai em sẽ dọn đồ đi ạ. Đợt này hạn hán kéo dài, đất ruộng khô cằn thế này, làm sao mình gieo trồng được? Chắc phải bỏ xứ mà đi thôi. Tối rồi, mình mà đi tiếp, không khéo gặp thú dữ thì nguy. Kiếm chỗ nào nghỉ tạm, rồi ngày mai trời sáng lên đường sao vậy? Đây rồi, có chỗ ngủ rồi. Này, hôm nay ta mới phát hiện ra một bí mật đấy. Bí mật gì thế? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Ôi dào, tưởng chuyện gì. Cũng ở cái làng ấy có nhà trồng một rừng trúc, trong đó có một cây trúc bảy đốt. Nếu như ai có thể lấy được cây trúc ấy làm thành kèo nhà thì hàng đêm vàng bạc khắp thế gian sẽ tự động mà bay đến. Ta cũng biết có một ngôi nhà ở đầu làng mà có cái ao nhỏ rất sâu. Ở dưới đáy ao mà tìm trong lớp bùn thứ ba thì sẽ thấy được một chum vàng thôi. Ai mà có chum vàng đấy thì sẽ giàu lắm. Đây rồi, đây chính là ngôi nhà mà con quỷ thứ hai nói. Được, tôi sẽ nhận cậu vào làm, cố gắng chăm chỉ nhé. Vâng, cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng ạ. Đây rồi, đúng cây trúc ấy rồi. Mình sẽ xin ông chủ sau này khi có cơ hội sẽ dùng đến nó. Còn bây giờ mình sẽ tìm đến cái ao đó. Sao, cậu muốn thuê cái ao của tôi để nuôi cá ư? Vâng, nếu được, hàng tháng tôi sẽ vừa trả tiền thuê ao, vừa biếu ông những con cá tươi ngon nhất ạ. Thôi được, cậu cứ tự nhiên dùng cái ao đó đi. Vâng, cảm ơn ông ạ. Con quỷ đó nói quả không sai. Mình phải đánh dấu chỗ này lại, chờ thời cơ thích hợp mới đào lên được. Nước ư? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Tôi đã có cách mang nước về cho dân làng rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng cô dâu chú rể nhé. Đã đến lúc mình cần đến cây trúc bảy đốt và chum vàng dưới đáy ao kia rồi.
Chỉ trong mấy tháng mà thằng hai lại trở nên giàu có như thế ư? Thật không thể tin nổi. Chắc chắn là gặp được tiên rồi mới phất nhanh lên như thế. Ông hãy mau đến tìm chú ấy để hỏi cho ra lẽ đi. Được, tôi sẽ đi một chuyến xem sao. Theo lời thằng hai thì lát nữa sẽ có ba con quỷ đến đây trò chuyện. Mình chỉ cần chờ là có thể nghe hết bí mật của chúng rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Ta đã ăn thịt được hai người đấy. Ta cũng bắt được ba người. Nghĩ lại mà vẫn còn thơm thèm. Giá mà có người ở đây thì tốt nhỉ. Ai? Kẻ nào đang ở trên kia? Ôi, ôi! Khi không có mồi ngon dân tận miệng rồi. Chuyện ở bến xe. Cuối cùng thì đến nơi rồi. Xe tỉnh có khác, đi lâu ơi là lâu, khó chịu ghê. Nước mía đây. Nước mía siêu mát đây. Cô ơi, nước mía ơi. Dạ, em tới liền. Anh uống nước mía à? Ừ, cho tôi một bịch. Uống nước mía nhà em, anh chỉ có mê tít thôi. Chà, nước mía ở đây có vị lạ thật, nhưng mà ngon. Hình như anh không phải là người ở đây. Ừ, lần đầu tiên tôi tới đây đó. Thế à? Người ở nơi khác chắc về đây có việc gì đó thôi. Trong lịch lãm học thức thế này, chắc là nhiều tiền lắm. Cô ơi, cho tôi gửi tiền bịch nước mía. Dạ, 100.000 anh ạ. Gì cơ? 100.000? Vâng, 100.000. Có nhầm không cô? Một bịch nước mía thôi. Mà những 100.000, tôi tưởng chỉ 10.000 thôi chứ. Này, em nói với anh 10.000 khi nào? Đó là giá ở chỗ anh, còn ở chỗ em giá nó thế mà. Ai kêu anh trước khi mua, không hỏi giá làm chi? Này cô, anh đã uống hết nước mía rồi. Thôi nhanh nhanh lên, để tôi còn đi bán hàng nữa. Đây, được chưa? Nhìn người cũng chân chất. Vậy mà trời ơi, sao tự nhiên lại mưa to thế cơ chứ? Ướt hết cả rồi. Ôi, ui da, đau quá. À, ui da, chết rồi. Hình như mình gãy chân rồi, không nhấc lên nổi nữa nè. Hình như là... Làm sao bây giờ? Trời thì mưa, mình lại không mang theo điện thoại nữa. Biết gọi ai đưa về đây? Ơ, anh. Cô bị làm sao mà lại ngồi đây giữa trời mưa thế? Tôi bị ngã, gãy chân. Chứ khi không ai rảnh ngồi đây. Tôi biết, tại bán nước mía mắc quá nên trời phạt đó. Anh... Thôi anh đi đi. Anh thấy tôi bị như vậy, chắc là hả hê lắm hả? Cô đừng nghĩ ai cũng nhỏ mọn như mình. Thôi lên xe tôi đưa về. Ngồi đây dầm mưa coi chừng cảm lạnh đấy. Anh... mà tốt vậy sao? Không tin hả? Vậy tôi đi trước nha. Đừng mà. Tôi đùa thôi. Nào, để tôi đỡ cô ra xe. Taxi đang chờ đó. Tôi đâu phải người vô lương tâm mà thấy người hoạn nạn không giúp chứ. Sao anh lại xuất hiện đúng lúc vậy? Tôi đang đi tìm nhà đứa bạn, tình cờ cùng đường với cô thôi. Bạn anh là ai? Để tôi dẫn đến nhà cho. Làng này ai tôi cũng biết hết. Ồ, thế thì tốt quá. Cảm ơn cô nhé. Không có gì. Tôi mới phải cảm ơn anh chứ. Xin lỗi anh nha. Chuyện ở bến xe. Thôi bỏ qua đi. Tôi quên rồi. Hay là để tôi đưa cô qua bệnh viện kiểm tra. Chứ chân cẳng thế này thì... Anh tốt quá. Tôi thật chẳng ra gì. Nghĩ mà xấu hổ. Tôi hứa sau này sẽ không... Ê, thôi được rồi. Đến bệnh viện nhé. Cảm ơn anh nhiều. Thứ gì mạnh nhất? Bữa tiệc thật hoành tráng.
Nhà vua thật rộng rãi khi mời dân chúng một bữa no nê và thịnh soạn như vậy. Đúng vậy, đức vua quả thật là hào phóng. Hy vọng ngài sẽ yêu thương dân chúng như chính con mình. Cha cha, thật là một ngày vui nhưng mệt, phải ngủ một giấc bù lại mới được. Bệ hạ vạn tuế. Các ngươi nhớ canh gác cẩn thận, không cho ai vào quấy rầy giấc ngủ của ta. Tuân lệnh. Anh sai là cái chắc. Không, tôi nghĩ tôi nói đúng mà. Các anh đều sai, chỉ có tôi đúng thôi. Tôi đúng? Anh chả có lý gì cả. Thôi thôi, tranh cãi thế này đến bao giờ? Các ngươi làm gì mà ồn ào vậy hả? Vào hết đi. Bệ hạ tha tội. Chúng thần đang mãi tranh luận nên mạo phạm người. Xin bệ hạ tha tội. Tranh luận à? Các ngươi tranh luận điều gì vậy? Dạ, chúng thần có tranh luận xem cái gì có sức mạnh nhất trên thế gian, nhưng chẳng ai chịu ai. Cái gì mạnh nhất à? Là gì nhỉ? Vậy các ngươi hãy nói ta nghe, cái gì mạnh nhất thế gian, ta sẽ phân xử cho các ngươi. Thưa bệ hạ, theo thần, rượu chính là thứ mạnh nhất trên đời. Tại sao lại là rượu? Dạ, rượu khiến người khôn ngoan nhất cũng trở nên ngu ngốc khi say. Từ kẻ hùng mạnh nhất cho đến một kẻ vô công rỗi nghề nhất. Dạ thưa, theo thần nghĩ, đức vua mới là biểu tượng cho sức mạnh. Nếu nhà vua ra lệnh thì không ai có thể trái lời. Dân chúng triệu người răm rắp phục tùng đức vua, và đức vua có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cũng có lý. Còn ngươi, hãy nói ý kiến của ngươi xem. Thưa bệ hạ, theo thần, mạnh mẽ nhất trên đời chính là sự thật. Rượu là thứ làm say mềm mọi người, nhưng là thứ hữu hạn. Quyền lực của vua thật là to lớn, nhưng suy cho cùng cũng là hữu hạn. Tất cả chúng ta đều hữu hạn và có lúc sẽ tan biến. Duy chỉ có sự thật là tồn tại mãi mãi. Nó luôn mạnh mẽ, không bao giờ chết đi hay bị diệt vong. Trước sự thật, tất cả mọi người đều như nhau, và không ai có thể hối lộ nó. Trước sự thật, ai cũng phải kính nể. Kẻ sai trái thì khiếp sợ, cho dù ngoan cố tới mức nào. Sự thật, ai cũng phải kính nể. Kẻ sai trái thì khiếp sợ, và sự thật là thứ bất biến trước thời gian. Hay, hay lắm. Ta nhất trí với đáp án của ngươi. Ngươi thật là một người thông minh, thấu đáo. Ta sẽ ban cho ngươi một điều ước. Hãy yêu cầu bất kể điều gì ngươi muốn. Đó là phần thưởng dành cho người có ý kiến đúng nhất. Thưa đức vua, ngày thống nhất đất nước, đức vua có nói sẽ xây dựng, kiến tạo lại đất nước, củng cố lại hệ thống đê điều, để dân chúng có cuộc sống no ấm và thanh bình. Thần tha thiết xin bệ hạ sớm thực hiện điều này. Tốt lắm, ngươi không chỉ thông minh mà còn rất có trách nhiệm với đất nước. Ta thật sự rất vui vì ngươi đã nhắc nhở ta về trách nhiệm và nghĩa vụ của người đứng đầu đất nước. Ta chuẩn tấu và giao cho ngươi giúp ta cai quản chăm lo việc đắp đê và thu thuế cho quốc gia. Đa tạ hoàng đế anh minh. Chum vàng, chum rắn. Ông cầm lấy nắm cơm này, ra đồng làm trưa nghỉ mà ăn nhé. Đường xa như thế về chi cho nắng nôi khổ ra. Ừ, thôi, tôi đi đây. Dạ đói quá, làm ơn, có gì ăn được cho dạ xin một ít được không? Cháu đi làm đồng chẳng có gì, chỉ có nắm cơm trắng, cháu xin biếu cụ để ăn cho đỡ đói. Anh cho già thì trưa đói, lấy gì mà ăn cơ chứ? Cháu cực khổ cũng quen rồi, có nhịn đói một bữa cũng không sao. Cụ đói hơn cháu, cụ cứ nhận đi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Cụ già, ta đang đói, cụ ăn cơm nắm làm gì chứ?
để ta ăn cho. Trời cũng sắp tối rồi, thôi thì mình cố cuốc xong luống này rồi về vậy, kẻo bà ấy lại ngóng. Lạ nhỉ, sao lại có một chiếc chum ở đây nhỉ? Ôi, vàng, sao mà nhiều tiền vàng quá vậy? Rõ ràng không phải mình đang mơ. Thôi, bây giờ trời cũng đã tối rồi, ta cứ về nhà đã, rồi sớm mai qua lấy cũng được, cần chi phải vội. Trời ơi, ông bị khùng hả? Tại sao nhìn thấy chiếc chum vàng mà ông lại không lấy về đi? Ông... cái bà này, cứ bình tĩnh đã nào. Ngày mai trời sáng sủa ra đó lấy cũng đâu có gì muộn đâu chứ. Nhưng mà nhỡ ra có ai đó vô tình biết được rồi lấy đi thì sao? Ở đó đồng không mong quạnh, không có ai đâu mà bà lo. Thôi đi ngủ đi, mai rồi tính. Các người cứ yên chí mà ngủ đi nhé, để ta ra đó lấy giúp cho. Đây rồi, đây chính là cái chum vàng đây rồi, tất cả đã thuộc về ta. Xem nào, chiếc chum nặng thế, chắc chắn là sẽ có nhiều tiền lắm đây. À, trời ơi, sao lại toàn rắn rết bỏ cảm thế này? Ôi, cứu tôi với. Đấy mà, tôi đã nói mà mình có nghe đâu. Thế là bị mất rồi đó, đã thấy chưa hả? Thôi mình à, trời đã không cho thì mình cũng đừng tiếc làm gì. Đằng nào thì vốn dĩ nó không phải là của chúng ta mà. Cũng chỉ tại cái lão kia làm mình thành ra thế này. Đã vậy thì mình phải mang cái chum này trả lại chủ cũ, cho hắn phải chịu rắn rết và bò cạp cắn mới được. Trời, vẫn là chiếc chum hôm trước sao? Lạ nhỉ, vẫn chiếc chum hôm trước, sao nó lại trở về đây nhỉ? Thôi, trời cũng đã tối rồi, giờ mình hãy về nhà đã, sáng sớm mai sẽ cùng bà ấy ra lấy vậy. Thật không? Mình lại thấy chiếc chum vàng ư? Sao không đem về đi, còn chờ đợi gì nữa? Nồn nóng quá mà làm chi, vì trời cũng đã tối rồi, thôi để sớm mai ra lấy mình à. Tên này vừa ngu dốt lại khoác lác. Được rồi, ta sẽ mang hẳn chiếc chum kia về, để ngay trước nhà hắn, để xem hắn còn ba hoa được nữa hay không. Mình này, chiếc chum... Quái lạ nhỉ, tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế cơ chứ? Chiếc chum vàng không có chân mà tự dưng lại chạy về trước cửa nhà ta. Thật kỳ lạ, nhưng đúng là trời đã thực sự cho chúng ta rồi mình à. Kỳ lạ quá. Thôi mình ơi, thế này nhé, chúng ta chỉ lấy một ít thôi, phần còn lại để đem chia cho bà con chồng sớm nhé. Phải đấy, mình nói đúng ý tôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!